em sửa soạn mau lên, ăn sáng rồi đi học. Dạ. Chào các em. Em mới chuyển trường tới đây phải không? Thưa phải. Em tên chi? Thưa thầy tên chi. Tôi hỏi em tên chi? Thưa thầy em tên chi. Em. Tôi muốn hỏi em tên gì, họ gì? Em tên chi, họ Trần. Tên Trần Văn Chi. À, ngồi xuống. Tên Chi, Chi đều đều, không cần số được. Năm nay là năm cuối, các em phải ráng học ngay từ đầu mới kịp. Tôi mong các em hãy lấy Dũng làm gương. Nếu không được xuất sắc như Dũng thì tất cả cũng dáng thi đậu để giữ uy tín cho nhà trường. Các em nghe rõ chứ? Dạ. Cứ quảng cáo Trần Dũng học giỏi hoài, xong nói luôn nó đẹp trai, con nhà giàu, chỉ kẹt cái tội khinh người. Hãy bầu lấy trưởng lớp và các trưởng ban. Trước hết, trưởng lớp các em đề cử ai? Dạ, đúng rồi. Dũng, lên bảng ghi tên. Bây giờ các em đề cử ai? Hai. Mất gì giờ? Ai? Tôi là bác này, bác không được đâu, bác sĩ không cho tôi làm việc này. Bây giờ ai? Tôi thay cho Đáo. Không được, tóc dài quá. Nó bay bướm lắm đây. Xứng đáng đại diện tụi em. Năm nay là năm học chứ không phải năm chơi. Trò này tóc cũng dài lắm, trò kia cũng dài lắm, trò kia cũng vậy. Phải cắt ngắn, cắt ngắn hết. Đi học chứ không phải đi chơi nhạc, đi đóng phim. Thưa thầy, em giới thiệu trò Dũng. Đúng rồi. Giỏi, lần nào cũng làm bài xong trước hết. Được rồi. Im, ồn quá. Cho em ra chơi trước. Cho ra. Hay quá, 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 hay
được rồi. Đây. Đúng rồi. Đó. Quá. Dũng lại đây. Ê tụi bay, nói nha. Lại đó nha. Thả tụi nó chơi. Được. Làm liền. Làm tối ngày mai chưa? Chết cha chưa làm. Ê tụi bay, tụi nó nhắm đến tụi mình là ngựa nè. Đem thưa thầy tổng giám thị. Khỏi cần, đưa tao. Định làm gì đó, để tao vẽ cho coi. Tụi làm gì vậy? Tụi nó tịch thu anh rồi. Làm sao bây giờ? Vẽ thêm bộ râu cho rõ mặt ghê xòm. một hai một đừng phá để người ta đi, chúng nó được ra ngoài chơi chủ nhật, bây giờ mình hành tội một chút có sao đâu. Chào cô. Đi con. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Chào cô. Dạ chào cô. Cô cho phép tôi rước em tôi ra. Cậu tên gì? Trần Minh Mẫn, lớp 12A. Cô khoan ghi đã. Hai cậu ra đại biểu. Ra đây. Đừng có qua mặt tôi. Đưa thẻ căn cước đây coi. Rồi này nữa, thẻ học sinh đâu? Khác họ nhau mà dám nói là anh em ruột. Lâu ngộ quá ha. Chà, bày đặt thất cập giác nữa. Còn thẻ gì khác không? Cũng học sinh trường này mà. Phù hiệu đâu? Cô ghi phạt cấm túc hai trò này cho tôi. Cái gì cười? Ủa vui lắm hả? Chủ nhật người ta đi bát phố vô trong này ngồi chưa biết xấu hổ sao còn cười? Lớn rồi. Mấy người có biết như vậy là mấy người làm rộn tôi không? Mấy người bị cấp tốc là cầm chân tôi luôn trong này nè. Em chỉ cứ trốn khiên gác hoài. Chân ở đây thì phải rồi, còn các cô ai cầm chân các cô là các cô ở đây. Bây giờ còn cầm chân tụi tôi nữa không? Thì tôi hết dám rồi, giờ xin phép hai cô cho tôi gác tụi nó một chút. Mấy đồng nó đâu nữa đây? Chị Phước Thiện, bỏ vào quỹ xã hội, đồng ý chứ? Dạ đồng ý.
quá rồi. Phòng cấp túc đâu phải là tiệm chập phô. Thôi mày đi nè. Mấy thứ này không được đem vô trường. Mệnh ba tha cho em đi ba. Đâu được, cô ăn cô bị thổ tả rồi tôi lãnh đủ à. Học trò mà. Nhà trường cấm không có cho mang những thứ này vô. Uống cái này không sao mà, bên Quy Kỳ khử trùng rồi. Là khó quá, sau này đẻ con không có lỗ mũi. Chà, vô kỹ quá ha. Quanh cà đem tao đâu rồi? Đây nè, chút là bị lấy hết rồi đó. Đâu? Cho tao ăn với nghe. Hồi nãy mày ra ngoài rồi, tao bị xét lấy hết rồi. Kệ mày, lấy hết ráng chịu. Trời, cà đem chảy hết rồi. Ăn đỡ mày. Ăn không mày? Không. Vì vệ sinh, vì sức khỏe của các em học sinh, tôi đã ra lệnh cấm các em không được đem đồ ăn, thức uống, thuốc hút vào trường. Vậy mà các em vẫn đem vào được. Ông tổng giám thị và các thầy giám thị nên chú ý hơn nữa. Xin nhớ kỹ dùm. Nên kiểm soát chặt chẽ để tránh tệ trạng đem đồ ăn, thức uống bừa bãi vào trường. Tai hại hơn hết là thuốc lá. Hôm qua tôi lại nhặt được một mẩu thuốc ở đầu giường khu nội trú nam sinh và một mẩu thuốc khác ở góc bàn cuối lớp 12B. Tôi sợ rằng nạn xì ke bắt đầu xâm nhập trường này. Thưa bà hiệu trưởng, chắc không đến nỗi như vậy. Chúng tôi hết sức khuyên rằng các em, đồng thời nghiêm cấm chúng. Khuyên răn và nghiêm cấm không đủ, phải theo dõi và kiểm soát chặt chẽ hơn nữa. Chúng ta có trách nhiệm đối với các em học sinh khi các em có mặt trong vòng rào nhà trường. Quý vị thấy thế nào ạ? Trong gia đình chúng tôi đã hết sức giải thích sự tai hại của nạn xì ke. Khổ nỗi bọn trẻ hay bắt chước nhau, bị những phần tử xấu khiêu khích, chúng nó có thể sa ngã dễ dàng. Bọn trẻ rủ nhau như thế này, hít một hơi chuyện đâu mà sợ. Con trai, con gái dở quá, không biết gì hết. Không phải chỉ khiêu khích thôi, mà chúng còn bắt ép nhau hút nữa. Vậy à? Để giữ gìn sức khỏe học sinh, chúng ta không những phải kiểm. Tội nghiệp, ăn không được. Cô kiểm soát suốt ngày chắc mệt lắm. Ăn cái cao cho khỏe. Cảm ơn. Và cậu nữa, ráng ăn được khá giống như tôi. Cảm ơn chị. Ông tổng giám thị tới kìa. Dạ chào ông tổng. Thế nào, cái con nấu có ngon lành và đầy đủ không? Dạ đầy đủ. Tốt. Thêm đường. Hai anh em đây. Tôi biết chỉ một người anh em thôi. Tôi bốn người anh em là do lấy nước cho tôi đi. Hại tôi mà. Dạ lỡ một lần. Chúng tôi thường kiểm soát rất kỹ phòng ăn, nhà bếp, và có cử đại diện học sinh luôn phiên theo dõi việc nấu ăn. Đó là về vật chất. Tôi xin nhắc quý vị giáo sư nên hết lòng hướng dẫn học sinh mình thành học trò giỏi về học vấn cũng như về tác phong. Ê, cậu tóc dài đó, lên biểu coi. Học sinh gì tóc tai. Đi, đi theo tôi.
Ngồi xuống đó đi. Chú hớt giùm thật cao cho tôi. Dạ. Con trai mày để tóc như con gái, bộ nuôi trí hả? Dạ. Cả đất, con giá nữa. Thật cao nữa. Học sinh phải giữ tác phong của học sinh, quần áo phải chỉnh tề, tóc tai gọn ghẽ. Cao quá chết tôi rồi. Phải trong sạch, trong thân thể tráng kiện. Nhờ thầy hướng dẫn lớp 12A tập thể dục. Nhờ đâu có được, tôi biết gì đâu mà tập. Huấn luyện viên thể dục sáng nay thì nghỉ phép, thì phải đưa vợ về nhà báo sanh, gặp quá không có ai thay. Em cũng dám thị cử người khác đi, từ thời nhỏ tới giờ tôi có tập thể dục lần nào đâu. Mọi người đều bận lớp học, thầy cứ lo cho các em chạy một vòng sân, đại khái, rồi chơi bóng rổ giúp tôi nhé. Gì cũng tôi hết trời. Các tổng tác quân Mỹ theo lệnh của tổng trưởng. Đó thầy, bảy mày tại hồi hôm nó thức khuya học bài vậy à, để thầy chích cho nó mũi thuốc khỏe. Có làm tôi hả? Làm gì hết đó mau. Hai chục cái. Thôi, vô văn phòng lấy tôi chiếc xe đạp, còn mấy em chạy theo tôi ba vòng sân. Chạy theo tôi. Thưa thầy, thay em khỏi chạy. Thank you.
bụng. Đi đây. Nhật này cho các em cắm trại. Em vui chơi như thế này tinh thần thoải mái, học mau tiến bộ lắm. Sao cô Châu? Dạ. Bài hát cô đã tập cho các em xong chưa? Dạ rồi. Ráng tập cho kỹ các em nghe. Dạ. Mấy cô này xong chưa? Dạ rồi. Mấy cô kia xong chưa? Dạ xong rồi. Nha, mấy cô này xong chưa? Dạ rồi. Mấy cô kia xong chưa? Món rộn nó bết lắm nè. Mau lên đi chứ, thua mấy em gái thằng kia rồi đó. Thầy Lâm. Dạ. Thầy tới phụ với mấy em đó đi, rồi thầy dắt mấy em đó đi lấy củi lấy nước. Dạ. Thầy Việt. Dạ. Thầy coi cô có cảnh nào đẹp thì ghi làm đề tài cho nhà trường. Dạ. Tôi sẽ vẽ cảnh trường này cho nó đẹp thêm. Dạ. Dạ. Một hai. Nàng vắt tay lên trắng, ta nghĩ đến chuyện cuộc đời. Rồi bấm đốt ngón tay, ta nghĩ đến chuyện ngày qua. Nàng vắt tay lên trắng, ta nghĩ đến chuyện bây giờ. Rồi bấm đốt ngón tay, ta nghĩ đến chuyện ngày mai. Cho em tôi giấc mơ, ngày trời như áng mây mờ. Đường giật giờ giông tố quay, cuồng nếp sóng ngây thơ. Em thấy trong giấc vàng, một trang nhìn lấy của thầy ngây thơ thiệt. Em đi trong đám người, nào ai nhìn thấy em tôi.
Đang bắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện cuộc đời. Cái mẹ lắm mày. Mau lên, mau lên. Cô đi không nổi hả? Mẹ lên nốt. Các em ở đây có ba toán, mỗi toán đi một hướng. Rồi nửa giờ nữa đem củi về đây. Ai đem về nhiều toán có đồ ốm này nè, ráng lên đi thầy thưởng. Thầy chọc em qua rồi. Đi. Phòng không. Dạ em thầy. Dạ em. Dạ em thầy. Tốt lắm. Vậy em phiền đầu. Các em kia. Ê, ra mày. Mày chui vô tụi ta ngủ. Ngủ chật chút được mà. Đừng phá nó nữa. Tụi bay đi ngủ trước đi. Lấy cho tao cái ông sáo.
Gì vậy Lan? Con rắn. Rắn cắn hả? Không, té. Có sao không? Đau lắm không? Ôi, da. Trước Lan đâu? Ai biết. Ôi da. Ráng chịu đau một tí. Ôi da. Bớt đau chưa? Cảm ơn anh Dũng. Ôi da, đau quá. Sao đó Tiết Lan? Té. Sáng đi, tụi này về lấy băng băng cho. Ôi da. Chút xíu vậy mà cũng làm bộ. Hồi nãy đau lắm. Giờ hết đau chưa? Giờ hết đau rồi. Vậy nãy nhông nhẽo anh Dũng chứ gì. Còn nhớ tới em không? Hôm nay tôi cần phải lưu ý quý vị giáo sư và giám thị về vấn đề tình cảm của các học sinh lớp lớn. Quý vị phải kiểm soát chúng một cách gắt gao mà tế nhị, sao cho chúng nghĩ đến chuyện học hơn là mơ mộng viển vông. Tôi không muốn một lần nữa thấy cảnh nam nữ học sinh trao đổi thư từ làm quen nhau. Thầy Thiện vừa cho tôi biết bà hiệu trưởng đang nổi giận vì vụ lộn xộn tình cảm của một trò lớp này. Dũng, lên đây. Chép bài này lên bảng. Lấy giấy ra làm bài. Tôi muốn các em im lặng đến cuối giờ. Chào Phương, chào Dung. Các trò có biết hình phạt nặng nhất dành cho học sinh bất tuân kỷ luật là gì không? Dạ biết. Biết. Sao còn lén lút trao đổi thư từ cho nhau? Trò Phương đưa thư cho trò Dung bằng cách nào? Thưa bà hiệu trưởng, tụi nó có nhiều cách. Bắt cách này nó loại cách khác. Dạ. Được rồi. Trò đưa bằng cách nào? Dạ. Bằng trái banh. Bằng trái banh là sao? Thưa bà hiệu trưởng, tụi nó dán thư vào banh rồi đá. Dạ, đá qua sân nữ sinh. Dạ, chẳng những dán mà tụi nó còn dễ vào banh. Tụi nó dễ còn hay hơn tôi nữa. Đưa thư cho nhau. Rồi hai trò có gặp nhau không? Dạ chưa. Dạ chưa. Không khui vụ này thì cũng sắp lại rồi. Phạm tội này là phải đuổi. Thưa bà hiệu trưởng, đây là lần đầu. Giả lại các em cũng chưa gặp nhau. Xin bà hiệu trưởng khoan hồng cho. Được rồi, đây là lần đầu, tôi tạm tha cho. Các trò còn lộn xộn như vậy nữa là phải đuổi nghe. Ê, tụi mày đã sao? Xong xuôi, tha rồi. Đáng lẽ nó bị phạt nặng đó tụi bay. Thằng Dũng cũng vậy. Coi bộ nó thân với Lan dữ à. Vắng mặt người ta, tụi bay cứ nói xấu hoài. Xấu gì? Bữa thầy kêu nó lên bảng. Tao tưởng nó dính rồi chứ. Ê, tụi bay coi kìa. Mặt nó hách.
thấy mắt ghét. Chỉ có lúc lên bệnh xá xin thuốc bác con Lan là dễ thương. Dễ vậy mặt còn quay thêm tóc vô đi. Thưa thầy, phải đi cạo tóc dễ dễ thầy, quá tóc khó dễ quá thầy ơi. Mày mày, người thiếu nữ chỉ có mái tóc dài là đáng chú ý nhất, là nên thơ nhất. Vậy thì vẽ cái mình đi, đừng vẽ cái đầu. Học với tôi mấy năm rồi mà có bộ tóc vẽ cũng không được. Qua khôi mà không vẽ cái đầu làm sao biết được qua khôi. Phải không Dũng? Mày cứ phá nó hoài. Ca nhạc thì hay lắm, mày vẽ cái thì còn cành. Sẵn đây tôi cũng cho mấy em biết, đêm văn nghệ sắp tới thầy Lâm sẽ điều khiển chương trình. Tôi lo phần kỹ thuật, còn phần trình diễn mấy em ráng lo từ sớm nha. Dạ. Tụi thầy yên chí có tụi An. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu của quý vị tiết mục đặc sắc của chương trình. Này, thì còn không kêu sớm đi này đi. Dạ, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi của quý vị vì lý do kỹ thuật. Và bây giờ đây chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu của quý vị tiết mục đặc sắc của dạ, kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin thành thật cáo lỗi của quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi hết sẻ rồi. Dạ, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị cô Tuyết Lan và các em nữ sinh trong màn nhạc cảnh Tuổi Mộng Mơ. Tôi nhận thấy sự hiện diện của tiếng hát học trò duyên dáng nhất tại đây, đó là cô Thanh Lam. Chắc cô Thanh Lam sẽ không nỡ từ chối việc trình bày một bài hát ưng ý nhất cho đêm văn nghệ tất niên này. Kính thưa quý vị, đây cô Thanh Lam.
Xin chào quý vị. Thanh Lam xin trình bày nhạc phẩm Tuổi Biết Buồn là một nhạc khúc mới nói về cái tuổi bắt đầu rời xa tuổi thơ để mộng mơ. Nhưng Thanh Lam tin rằng các em sẽ không quá mơ mộng để còn dành tâm trí học hành và thi đậu vào cuối năm nay. Và đây, Tuổi Biết Buồn. Điểm. Lý Hóa 2 điểm. Triết 3 điểm. Sử Địa cũng không thuộc bài. Tại sao? Trưởng lớp mà học hành như vậy à? Thưa thầy. À. Được rồi, để tôi. Dũng, lên văn phòng hiệu trưởng. Bây giờ chúng ta ôn bài. Trò Phan. Phong trào văn thân có những nhân vật nào đáng kể nhất? Thưa thầy, phong trào văn thân gồm có 3 nhân vật đáng kể là Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Thuật và Hoàng Hoa Thám. Ngồi xuống. Trò Hải. Em cho biết chi tiết về 3 nhân vật mà Trò Phan vừa kể. Thưa thầy, Phan Đình Phùng người Hà Tĩnh, Đỗ Đình Nguyên làm quan chức ngự sử, xung đột với Tôn Thất Thuyết nhân dục phế Vưu Dục Đức nên bị cách chức. Tiếp theo, khi Vua Hàm Nghi ra Hà Tĩnh, Phan Đình Phùng ra Bái Yết,
được phong làm Tán Lý Quân Vụ, thống lãnh nghĩa binh. Ở ngoài tỉnh kháng Pháp. Học hành vậy đó. Không nên gian lận. Sự gian lận làm mất phẩm giá con người, mà cũng khó qua mặt được ai. Thời giờ dùng để sắp đặt mưu kế lừa lọc bằng cách nào đây? Tháng này cháu có cố gắng được không? Dạ, con xin cố gắng. Cháu phải biết tự trọng. Dù ba cháu nhân của trường này mà cháu học không ra gì thì nhà trường cũng không chấp nhận. Thôi, về lớp. Dạ. Cô Cối, đem sổ điểm mắc đến tôi coi. Dạ. Ba tháng rồi, không nhận được tiền nhà. Tao lo quá. Năm ngoái ba tao bận đi xa, 6 tháng mới gửi tiền lên thì sao? Còn mày, ba mày giúp nhà trường quá nhiều rồi. Chẳng những không nhận được tiền, tao gửi về 3 bức thơ rồi, ba không trả lời. Vì vậy mày lo nghĩ không học được phải không? Đúng vậy. Mày xin khách về dưới rồi chừng nào mày lên? Chắc vậy không? Về cho biết chủ nhà ra sao rồi lên ngay. Thôi mày vô, tao về. Gì vậy Dũng? Thưa bà, ba con Biểu mới mất. Vậy hả? Tôi thành thật chia buồn cùng con. Con xin phép bà cho con được rời khỏi trường. Sao nói lạ vậy? Còn vài tháng nữa thì đến kỳ thi, con hãy cố gắng tiếp tục học nhé. Nhưng con không có tiền học, tiền ăn. Tất cả tài sản của gia đình con đều bị dì con chiếm đoạt. Con đừng lo, nhà trường sẽ giúp con. Nhưng con không muốn ăn bám nhà trường. Nhà trường sẽ ghi sổ, chừng con học thành tài rồi thanh toán sau, được không? Dạ, con cảm ơn bà. Tụi nó gửi lời thăm mày. Lúc trước tụi nó ghét mày, chứ bây giờ nó thương lắm. Thôi vui lên đi, nằm dưỡng bệnh gần nhà trước lan, con buông nói gì. Thôi mày nghĩ tao về. Tụi mày quyên tiền để giúp tao đó phải không? Tiền gì? Tiền để dưới gối ở bệnh. Thôi, để tao đi đóng tiền rồi tính sao. Cô làm ơn xem dùm cái tuần này có học trò bị cấm túc không cô? Dạ, có 6 em. Nhưng mà thầy Nam trực. Đỡ quá, vậy là tôi về được Sài Gòn. Nhưng cũng hơi kẹt, vì một tay tôi mới lãnh lương. Vậy thưa cô, thưa cô cho em đóng tiền học, tiền nội trú tháng này và tháng trước. Bà hiệu trưởng đã ra lệnh cho em khỏi đóng tiền mà. Nhưng bây giờ em có tiền rồi, em xin đóng. Vậy em sẽ trình là bà hiệu trưởng sao? Được rồi, sẽ thưa lại với bà hiệu trưởng. Nếu cần sẽ đóng tiền sau. Em cứ yên tâm về học đi. Dạ. Ngộ quá. Người cần tiền thì còn kẻ không bắt đóng tiền thì lại cứ muốn nạp. Lạ quá cô. Trước là. Dạ. Ngủ đi con. Sao siêng học dữ vậy? Khuya rồi, thức nhiều hại sức khỏe lắm. Dạ, cho con 15 phút nữa. Dạ.
Tuyết Lan, lên đây. Em có đau ốm gì không? Dạ không. Không sao ho? Dạ có. Có sao còn ngủ gục? Đi ra ngoài rửa mặt. Đi đi rồi vào học. Dạ. Các em nghe đây. Ở đây có em nào thân với Tuyết Lan nhất? Dạ em. Em thấy Tuyết Lan lúc này ra sao? Có tâm sự gì với em không? Dạ thưa. Nói thiệt đi, tôi muốn tìm hiểu để giúp Tuyết Lan. Thưa cô, sao buổi Tuyết Lan cứ nhắc tên Dũng hoài à? Các em im. Mỹ, nói tiếp đi. Tuyết Lan nói, tội nghiệp anh Dũng, cha mẹ chết hết, không tiền ăn học. Thôi được, cô hiểu rồi. Mỹ ngồi xuống đi. Các em, thương người hoạn nạn như Tuyết Lan vậy là tốt. Cô không cấm các em có lòng vị tha, nhưng các em nên nghĩ kỹ. Các em phải lo cho chính các em, phải nghĩ đến những người thân thuộc. Các em có bổn phận học cho nên người, để không phụ lòng thầy cô, không phụ lòng cha mẹ. Dạ cha thầy. Các em ngồi xuống. Sao, học ôn kỹ chưa? Dạ kỹ. Chắc không? Dạ chắc. Bây giờ thầy thử hỏi các em một câu về giải tích tổ hợp. Rút 3 lá bài trong bộ bài 32 lá, có mấy cách lấy được 2 lá cực? Phương. Dạ tính chưa ra thầy. Hai. Dạ 620 thầy. Đúng. Thưa thầy, 672. Đúng. 672 mới đúng kết quả. Rồi, học vậy mới thi đậu được. Các em phải cố gắng lên chứ. Nhớ không? Dạ nhớ. Thưa bác sĩ, nó thức khuya hoài nói không chịu nghe. Sao vậy? Đừng thức khuya nữa nghe. Giữ gìn sức khỏe còn đi học chứ. Con nằm nghỉ, mẹ ra làm việc. Cháu đang trong tình trạng quá suy nhược. Và điều quan trọng nhất là tim cháu hơi lớn. Vậy chỉ tránh cho cháu những cơn xúc động mạnh. Để tôi biên toa cho. À, chị coi sổ hôm nay có mấy trò xin khám bệnh. Em vào nằm đi. Dạ. Chị cầm mua thuốc cho cháu. Dạ. À, trò này nữa. Đau gì đây? Thưa bác sĩ, cảm nặng. Nằm sắp xuống. Chích cho nó 3 mũi thuốc. Dạ thưa bác sĩ, con hạp thuốc chích. Đau gì đâu? Cho nó 2 viên aspirin. Tìm kè không? Rồi cái đi. Quét phát. Vào nằm cho em. Cởi áo ra. Sao? Lúc này sao? Dạ, cũng vậy. Còn mệt nhiều không? Dạ, ít mệt. Nhưng ngủ không được, ăn không được nữa. Mà học có được không chứ? Dạ, học không được nữa. Phải ráng lên chứ. Nó học không được chứ, không biết nó làm cái gì bây giờ. Em lấy cái gì đó? Dạ, vậy đâu có. Mẹ em ghép phòng rồi, em vô đây làm cái gì? Em đâu có làm gì. Em giấu cái gì đó? Gì đây? Chị biểu em đem lên đây cho anh. Lan nào? Chị Lan, con của bà y tá.
rồi. Phải Lan gửi tiền cho tôi không? Mấy lần trước cũng Lan gửi à? Tiền ở đâu Lan có nhiều vậy? Em đã thức khuya đang theo cho người ta. Em hy sinh nhiều quá. Tại sao em có cảm tình với anh vậy? Vì anh một cô cha mẹ. Anh đang cô đơn. Em cô đơn. Em ở gần mẹ nhưng thiếu cha từ thuở nhỏ. Sao con dại dột lén mẹ làm việc nhiều cho hại sức khỏe? Muốn có tiền giúp Dũng, xin mẹ, mẹ cho. Hôm nay anh Dũng có kết quả, mẹ cho phép con đi đón mừng nha. Con chưa được khỏe lắm, đón Dũng ở sân trường đừng đi xa nha. Dạ, cảm ơn mẹ. Anh đâu rồi các em ơi? Mặt khách thì ghét. Đánh ra tôi dò coi. Ê tụi bay, Dũng đầu tới luôn mày. Tao biết chắc mà. Tụi mình về cho nó hay đi. Ừ, nó đi coi hồi sáng rồi. Vậy hả? Ừ, thôi, về bụng nó đi tụi bay, đi. Anh đậu rồi. Mệt lắm không? Lại đây nghỉ chút nha. Em mừng anh. Lan, 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 tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Làm sao bây giờ? Đem bình xa gấp. Đem bình xa đi liền đi. Có sao không? Con ơi con. Tại sao vậy nè? Con ơi. Đưa cháu qua bệnh, tôi qua ngay. Dạ. Cắt cháu ra ngoài.